Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review đấu phá thương khung phần 5 tập 142. Ở cuối tập trước, sau khi có thể làm cho vẻ mặt Tiêu Viêm như vậy, tự nhiên là thiếu tông chủ Huyền Minh Tông Thần Nhàn, hắn và Tiêu Viêm cũng không xuất hiện cùng một chỗ. Nhưng không nghĩ tới là sẽ gặp nhau ở Vạn Dược Sơn Mạch này. Phía sau Thần Nhàn, có hai lão giả đi theo. Mà hai người này, Tiêu Viêm cũng không xa lạ, đúng là hộ vệ của Thần Nhàn ở Luyện Dược Sư Công Hội. Hai lão giả này cũng là luyện dược sư, khó trách Thần Nhàn hữu kinh vô hiểm, thì ra là có người trợ giúp. Nhìn hai lão giả, Tiêu Viêm cũng có chút nhíu mày, hai người này đều mạnh hơn Hoàng Dịch rất nhiều, thực lực ít nhất cũng tiếp cận cửu tinh, quả thật có chút khó giải quyết. Nhưng từ đây cũng có thể thấy được địa vị trong Huyền Minh Tông của Thần Nhàn. Ngay cả đi vào đan giới mà cũng có hai cửu tinh đấu tông làm hộ vệ, hiển nhiên Huyền Minh Tông đối với hắn cực kỳ coi trọng. Một phần có lẽ cũng vì thân phận thiếu tông chủ của hắn, nhưng nếu là một tên phế vật thì kể cả có thân phận đấy chỉ sợ cũng không có loại đãi ngộ này. Khi Tiêu Viêm đang suy nghĩ, nhóm người Thần Nhàn cũng nhanh chóng bay đến, trong ánh mắt lướt về phía gò núi trong ánh mắt chú ý của mọi người. Thần Nhàn đáp xuống, ánh mắt đảo qua xung quanh, khi bắt gặp Tiêu Viêm cũng lập tức ngẩn ra, khuôn mặt tràn đầy âm lãnh lộ ra một nụ cười. Tiêu Viêm, xem ra may mắn không mỉm cười với ngươi rồi. Ngón tay Thần Nhàn khẽ đụng cây thiết phiến, cây quạt kêu bộp một tiếng rồi mở ra, mà bước chân chậm rãi đi về phía Tiêu Viêm, cười như không cười. Ánh mắt Tiêu Viêm bình thản nhìn về phía Thần Nhàn, sau đó liếc mắt về phía hai lão giả, mở miệng nói, đây là chỗ dựa của ngươi. Ngươi thấy không đủ? Thần Nhàn khẽ phẩy chiếc quạt tím trong tay, cười nói. Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu. Nhưng ta cho rằng như vậy là đủ rồi. Thần Nhàn sắc mặt một mảnh lạnh lẽo, mà khuôn mặt hai lão giả phía sau cũng cười lạnh, bước chân tiến về phía trước một bu ốc, bàng bạc đấu khí của hai người phát ra. Biến cố bên này cũng khiến cho người trên gò núi chú ý, nhưng không có ai đứng ra ngăn cản, ngược lại đều tránh xa, sợ bị liên lụy. Trả thù, trong đan giới cũng không hiếm thấy, cũng không có cái gì đáng ngạc nhiên. Nhìn vẻ mặt lãnh lẽo của hai lão giả, trong mắt Tiêu Viêm cũng xẹt qua tia hàn ý, hai người này thực lực không thấp, nhưng bằng thực lực này mà đòi bắt hắn, Thần Nhàn quá ngây thơ rồi. Giết hắn. Cây quạt trong tay Thần Nhàn khẽ phẩy, hung tợn chỉ về Tiêu Viêm quát. Rõ. Nghe được mệnh lệnh của Thần Nhàn, hai lão giả ứng tiếng, đấu khí hùng hậu tuôn ra từ cơ thể, năng lượng cường đại làm một số người thực lực hơi yếu xung quanh cảm thấy áp lực. Tiêu Viêm khép hờ đôi mắt, hai tay trong áo chậm rãi hợp lại, ngọn lửa màu bích lục hiện lên, giống như tinh linh đang nhảy múa. Thì ra là thần huynh, ngay lúc hai bên đang dương cung bạt kiếm. Một tiếng cười cũng phá tan yên tĩnh, lập tức mọi người nhìn thấy Tống Thanh và Tào Dĩnh đang chậm rãi đi ra. Nhìn thấy Tống Thanh, Thần Nhàn cũng cười, hiển nhiên là quen biết, hắn lập tức ôm quyền, cười nói, không nghĩ tới có thể gặp Tống huynh ở đây. Tống Thanh cười cười, ánh mắt chuyển về phía Tiêu Viêm, nhìn bộ dáng như vậy, hiển nhiên giữa hai người có xung đột. Hai người có cừu oán. Tào Dĩnh nhìn thật kỹ Tiêu Viêm, sau đó quay ra Thần Nhàn, thản nhiên cười nói. Cùng người này có chút ân oán. Đối với Tào Dĩnh, Thần Nhàn thật ra không dám chậm trễ, địa vị trong đan tháp của người này tuyệt đối cao hơn nhiều so với thiếu tông chủ Huyền Minh Tông. Chậc chậc, sao ngươi lúc nào cũng đi khắp nơi gây thù chuốc oán vậy? Khuôn mặt Tào Dĩnh xẹt qua một tia hài hước, bước về phía Tiêu Viêm, cười nói. Vài kẻ không có mắt mà thôi. Tiêu Viêm cười cười, không nóng không lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy, sắc mặt Thần Nhàn phát lạnh. Hắn thật ra không nghĩ đến trong tình thế này, Tiêu Viêm còn dám khiêu khích. Ánh mắt Tào Dĩnh quét qua Thần Nhàn và hai lão giả rồi lập tức vung tay lên nói, nếu các ngươi đã tới đây. Nói vậy đều bởi vì vật phẩm nhiệm vụ trong Vạn Dược Sơn Mạch, nơi này cũng không phải chỗ an toàn. Mặc dù các ngươi bản lãnh không kém, nhưng cũng không có khả năng cướp được đồ vật từ một đầu hung thú, có thể so sánh với đấu tôn cường giả. Cho nên, ta đề nghị các ngươi có thể tạm thời bỏ qua ân oán, trước tiên liên thủ vượt qua Vạn Dược Sơn Mạch này rồi tính, thế nào? Dĩnh Nhi nói đúng. Không nên có ý niệm trả thù trong đầu, nếu không, mọi người đều không lấy được vật phẩm nhiệm vụ, đến lúc đó ngay cả tư cách dự thi cũng không còn. Ở một bên, Tống Thanh cũng vừa cười vừa nói phụ họa, mặc dù hắn ôm địch ý không nhỏ với Tiêu Viêm, nhưng nếu là Tào Dĩnh mở miệng, hắn tự nhiên cũng không khoanh tay đứng nhìn. Nghe vậy, Thần Nhàn nhíu mày, nhưng hắn cũng không thể làm xấu mặt Tống Thanh và Tào Dĩnh, chần chờ một chút, mới âm lãnh nhìn Tiêu Viêm một cái, lạnh lẽo nói: "Nể mặt Tào Dĩnh tiểu thư, cho ngươi một đường sống, bất quá, sau khi rời khỏi Vạn Dược Sơn Mạch, ngươi liền tự cầu phúc đi." Tiêu Viêm không chút để ý liếc nhìn hắn, trong lòng cũng không có gì lo lắng. Đương nhiên, tuy hai tên có chút khó giải quyết, nhưng cũng không phải việc không thể. Vẫn là thần huynh độ lượng. Thấy thế, Tống Thanh cũng cười, sau đó ánh mắt chuyển hướng Tiêu Viêm, cười nhẹ nói, hôm nay chúng ta cũng cần nhân thủ, nếu quen biết. Vậy ngươi cũng đi theo chúng ta đi, đến lúc đó đánh bại mãnh thú, ngươi cũng được một phần tiện nghi. Nghe được tống lời nói của Tống Thanh, khóe miệng Tiêu Viêm cũng nhịn không được lộ ra một tia trào phúng. Muốn tìm đả thủ miễn phí còn nói đường hoàng đến như vậy, người này cũng chẳng có bao nhiêu ý tốt. Quên đi, ta không quen hợp tác với người xa lạ. Tống Thanh và Thần Nhàn là miệng rõ ràng là cá mè một lứa,
Tiêu Viêm cũng không cùng bọn chúng nói nhảm. Tùy ý phất phất tay, sau đó xoay người bước xuống dãy núi. Tiêu Viêm cứ như vậy cự tuyệt, cũng làm cho Tống Thanh sửng sốt, sắc mặt một trận xanh trắng, hắn thật không nghĩ tới Tiêu Viêm sẽ không chút nể mặt hắn. Tiêu Viêm, ta muốn tốt cho ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn mình một người đánh bại đầu hung thú kia à? Nhìn Tiêu Viêm trực tiếp xoay người mà đi, Tống Thanh nhịn không được trầm giọng nói. Một bên, Tào Dĩnh cũng vì hành động của Tiêu Viêm mà ngẩn ngơ, cau mày lại, hình như tiểu tử này từ trước đến giờ đều hành động khác người bình thường. Tuy nói Tống Thanh cũng không phải người tốt nhưng hắn không nghĩ tới tình thế bây giờ sao. Tống huynh, ta nói rồi, đừng cho người khác sắc mặt tốt, người vì hắn nghĩ, hắn cũng không lĩnh tình. Nếu là ta, lúc trước đã trực tiếp ra tay, đem tiểu tử này giải quyết, đỡ phải rắc rối sau này. Gương mặt Thần Nhàn xẹt qua vẻ âm lãnh, trầm giọng nói. Nghe Thần Nhàn nói, khuôn mặt Tống Thanh cũng xẹt qua vẻ âm ngoan, Tiêu Viêm làm thế, đặc biệt lại có Tào Dĩnh bên cạnh, làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Nếu không, Thần Nhàn đoán được ý nghĩ trong lòng Tống Thanh bây giờ, vội bước tới gần, bàn tay chém một nhát trên khâu trùng. Thấy thế, Tống Thanh ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Tiêu Viêm bóng lưng, sau đó khẽ khẽ gật đầu. Nhìn Tống Thanh gật đầu, vẻ cười lạnh trên mặt Thần Nhàn càng đậm, hơi chút nghiêng đầu, ra hiệu với hai lão giả sau lưng. Nhìn thấy Thần Nhàn ra hiệu, hai lão giả vội gật đầu, chân đạp mạnh xuống mặt đất, thân hình hóa thành hai bóng hình mơ hồ. Mang theo hai cỗ kình phong sắc bén, nhanh như tia chớp lao về phía bóng lưng Tiêu Viêm. Tiểu tử, đắc tội tiểu tông chủ, ngươi còn muốn cứ như thế mà đi sao? Hai lão giả đột nhiên ra tay, ngoài dự liệu của nhiều người, mà đợi bọn hắn nghe được âm thanh quát lạnh. Cũng kinh hãi nhìn thấy, hai người này đã xuất hiện sau lưng Tiêu Viêm, kình phong như đao, hung hăng chém vào cổ Tiêu Viêm. Chết! Nhìn bóng lưng Tiêu Viêm gần trong gang tấc. Trong lòng hai gã già cũng lộ ra vẻ lạnh lẽo, kình phong trong tay, mạnh mẽ chém vào cổ Tiêu Viêm. Kình phong rơi xuống, máu tươi trong dự liệu lại không xuất hiện, kình phong của hai người chém vào, nhưng thân ảnh của Tiêu Viêm đã từ từ biến mất. Tàn ảnh! Thấy thế, sắc mặt hai lão giả trong nháy mắt biến đổi, quyền phong chấn động, trực tiếp đem tàn ảnh đánh nát, lập tức kêu to một tiếng, "Thiểu tông chủ cẩn thận." Nghe được kêu dồn dập của hai người, Thần Nhàn và Tống Thanh sắc mặt đều hơi đổi, đặc biệt là Thần Nhàn, hắn thực lực cũng không kém, nghe được lời này là biết là hai vị trưởng lão thất thủ. Tiểu tử thật giảo hoạt, trong lòng xẹt qua ý nghĩ trong đầu, Thần Nhàn chân đạp mặt đất lùi ra xa. Nhưng ngay khi lùi ra phía sau, không gian phía sau hắn chợt vặn vẹo, một thân ảnh mơ hồ xuất hiện, ngọn lửa bích lục ở trong nắm tay, sau đó mạnh mẽ xé không gian, hung hăng đánh vào sau gáy Thần Nhàn. Kình phong nóng cháy đột nhiên xuất hiện phía sau cũng làm cho Thần Nhàn sợ hãi, mạnh mẽ xoay người, thiết phiến mở ra ở trước mặt. Nắm tay đầy ngọn lửa va chạm với thiết phiến tạo lên một âm vang thanh thúy. Kình phong bị thiết phiến quỷ dị chặn lại, lập tức hóa quyền thành trưởng, một cỗ ám kình minh mông bộc phát ra. Ám kình xuyên thấu qua thiết phiến, hung hăng đánh vào ngực Thần Nhàn, mà thân thể hắn cũng văng ra xa, để lại hai vết rãnh sâu kéo dài trên mặt đất. Chật vật ổn định lại thân hình, sắc mặt Thần Nhàn trắng bệch rồi phun ra một ngụm máu, sau đó vội ngẩng đầu, ánh mắt kinh hãi nhìn về nơi đó, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra. Biến cố đột ngột làm cho tất cả mọi người trên gò núi sửng sốt nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh chợt hiện lên phía sau Thần Nhàn rồi trong chớp mắt, Thần Nhàn đã hộc máu. Nhất thời, trong lòng mọi người đều có chút lạnh lẽo, lặng lẽ thối lui về phía sau. Không ai ngờ được, đối với đội hình mạnh mẽ như vậy của đối phương, Tiêu Viêm không nhanh chóng bỏ chạy mà ngược lại. Sau khi đã né tránh được hai gã đấu tông đỉnh phong, hắn còn xuất thủ với Thần Nhàn. Trong con mắt mọi người xung quanh, nếu Thần Nhàn phản ứng chậm một chút nữa thôi thì không chút nghi ngờ sẽ bị Tiêu Viêm giết chết tại chỗ. Cách đó không xa, Tống Thanh cũng biến sắc, vẻ mặt lộ ra sự kinh ngạc. Với thực lực của Tiêu Viêm, hắn cũng chỉ biết thông qua những tin tức vỉa hè. Đáng chú ý nhất là Tiêu Viêm mới có biểu hiện nổi bật tại cuộc khảo hạch của đan tháp dành cho ngũ đại gia tộc. Tuy nhiên, những biểu hiện đó cũng không làm Tống Thanh cảm thấy rung động, dù sao thì thực lực của Tiêu Viêm cũng chỉ khoảng tứ tinh đấu tông, chênh lệch không nhiều với Thần Nhàn. Nhưng hắn không thể ngờ được chỉ mới giao thủ một lần, Thần Nhàn đã bại trong tay Tiêu Viêm một cách chật vật như vậy. Trong đôi mắt đẹp của Tào Dĩnh cũng ánh lên vẻ kỳ dị, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Nàng cũng không thể ngờ được Tiêu Viêm ngoài lực lượng linh hồn rất cường đại còn có thực lực mạnh như vậy. Chẳng trách hắn dám giao thủ với người của Băng Hà Cốc. Thần Nhàn từng nói nể mặt Tào Dĩnh mà dẹp bỏ ân oán với Tiêu Viêm, đương nhiên nàng cũng không vì thế mà cảm kích hắn. Mặt khác, lời Tống Thanh vừa nói chắc chắn sẽ phản tác dụng. Tuy nàng với Tiêu Viêm chưa tiếp xúc nhiều nhưng cũng đủ để nàng hiểu kẻ này cũng có ngạo khí chẳng kém gì nàng. Kiểu nói chuyện vẻ bề trên của mấy tên kia, chắc chắn Tiêu Viêm sẽ không để ý, huống hồ thực lực của hắn cũng không tệ. Thằng nhãi, ngươi muốn chết. Thấy Thần Nhàn bị Tiêu Viêm một chiêu đánh cho hộc máu, bay ngược ra sau, hai lão giả kia rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần, giận dữ hét lớn, lao vụt ra sau Thần Nhàn, cùng đưa tay ra đỡ lấy hắn. Giết tên khốn này, ta muốn hắn sống không bằng chết được hai người đỡ lại, khuôn mặt âm nhu của Thần Nhàn chuyển sang dữ tợn, điên cuồng hét lên. Hắn bị trúng một chưởng này của Tiêu Viêm quả thật là mất hết thể diện. Nghe vậy, hai lão giả kia chỉ liếc nhau một cái rồi phân ra một người chậm rãi tiến lên.
Trước thể hiện khủng bố của Tiêu Viêm, cả hai người đều cảm thấy kinh hãi. Nếu thêm một lần như vậy thì chỉ sợ cái mạng nhỏ của Thần Nhàn sẽ không giữ được. Lúc đó, bọn họ đương nhiên sẽ phải chịu sự trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc của tông môn, so với chết còn khổ hơn. Tiểu tử này thật không tầm thường, mặc dù bề ngoài của hắn chỉ ở mức độ tứ tinh đấu tông nhưng cũng cực kỳ khó chơi. Lão giả vừa tách ra lao tới gần Tiêu Viêm, trong lòng cũng có chút hối hận, chẳng may Thần Nhàn xảy ra bất trắc, như vậy hắn cũng không sống được. Ngươi đụng tới thiếu tông chủ, tức là đụng tới Huyền Minh tông. Lão giả sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, trầm giọng nói. Đừng có nói ngược, từ trước tới nay đều là hắn cố ý gây sự với ta. Tiêu Viêm thản nhiên cười nói. Lão giả có chút bối rối, không biết nên nói thế nào, sự thật đúng là như thế. Thật ra xung đột giữa Tiêu Viêm với Thần Nhàn cũng không quá lớn, nhưng bởi Thần Nhàn thù dai nên đã âm thầm xếp đặt thủ đoạn với Tiêu Viêm. Tuy không biết phải nói thế nào, nhưng bản thân là hộ vệ của Thần Nhàn, hắn cũng chỉ có thể lắc đầu, chậm rãi tiến tới. Đấu khí trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra, năng lượng bộc phát làm cho không ít người trên núi cũng phải biến sắc. Chỉ mình ngươi còn không ngăn được ta. Thấy bộ dáng như lâm đại địch của lão giả, Tiêu Viêm khẽ nhướng mày, không thèm để ý mà liếc nhìn bộ mặt dữ tợn của Thần Nhàn. Đối với lời này của Tiêu Viêm, lão giả kia cũng phải công nhận. Mặc dù thực lực của hai người bọn hắn hơn hẳn Tiêu Viêm, nhưng với tốc độ khủng bố mà Tiêu Viêm vừa thi triển, bọn hắn còn xa mới theo kịp. Bạch trưởng lão, còn không mau giết tên khốn này đi. Thấy lão giả chần chờ, Thần Nhàn cách đó không xa lại hung dữ quát. Lúc này, hận ý của hắn đối với Tiêu Viêm cơ hồ ngập trời. Nghe Thần Nhàn dữ tợn thôi thúc, lão giả cũng chỉ có thể khẽ thở dài, bàn tay nắm chặt, một thanh đại đao dài chừng nửa trượng hiện ra trước mặt. Mũi đao bé nhọn hướng về phía Tiêu Viêm, bàn chân đạp mạnh xuống đất, thân thể lão giả liền như một con chim đại bàng, nhanh như chớp lao về phía Tiêu Viêm. Đại đao trong tay mang theo lực lượng như phá núi, trực tiếp đánh vỡ không gian, đao mang phóng lớn cỡ chừng 10 trượng, sau đó hung hãn bổ xuống Tiêu Viêm. Trước khí thế sắc bén của lão giả, Tiêu Viêm sắc mặt không đổi, ngân quang chợt lóe dưới chân, nương theo thanh âm trầm thấp của một trận sấm, thân mình liền quỷ dị biến mất. Đao mang khổng lồ phá vỡ không gian, hung hăng bổ xuống vị trí Tiêu Viêm vừa đứng. Mặt đất chấn động mãnh liệt, một cái khe thật lớn xuất hiện từ vị trí đao mang bổ xuống lan tràn mãi ra xa mới chậm rãi dừng lại. Thấy lực phá hoại cường đại của Bạch lão giả, những người xung quanh cũng hít một hơi thật sâu rồi vội vàng lui bước về phía sau, chiến đấu ở cấp độ này rất dễ bị vạ lây. Một đao thất bại, khuôn mặt lão giả cũng trở nên nhăn nhó, tốc độ này của Tiêu Viêm quả thật làm hắn đau đầu. Lão thoáng nhìn lại vị trí Thần Nhàn, thấy cũng không có động tĩnh gì bèn đảo mắt xung quanh dò xét. Hiện ra cho ta. Trong mắt lão giả xẹt lên một tia lạnh lẽo, đại đao trong tay hung hăng bổ về phía bên trái. Đại đao xẹt qua va chạm một thanh hắc xích khổng lồ bỗng xuất hiện, thân hình của Tiêu Viêm cũng vì đó mà hiện ra. Tiêu Viêm xoay cổ tay, trọng xích vung lên xảo diệu phá tan đao quang dày đặc. Thân hình hắn xoay nửa vòng, trọng xích trong tay vùng vẫy phản công mang theo một cỗ nhiệt khí nóng bỏng, làm lão giả cũng phải thối lui. Thấy vậy, lão giả quát lạnh một tiếng, dựng chui đao lên. Hắn cảm thấy thật khó khăn với tốc độ kia của Tiêu Viêm. Nếu chỉ sử dụng đấu khí, hắn 10 phần tin tưởng với thực lực cửu tinh đấu tông của hắn sẽ đè bẹp Tiêu Viêm, dù sao chênh lệch năm giai giữa hai người cũng không dễ dàng bù đắp. Lúc này, chuôi đao trước mặt lão giả đã hội tụ đấu khí toàn thân, quang mang rực rỡ nhuộm lấy thân đao giống như một thần vật. Hàn khí sắc bén bắn ra bốn phía làm cho không gian xung quanh có chút vặn vẹo. Trọng xích gào thét lao tới, nhưng khi sắp va chạm với đạo đao thì dường như đình trệ lại trong chớp mắt, này. Tay kia của Tiêu Viêm nhanh chóng kết thủ ấn làm người ta hoa cả mắt, thiên hỏa tam huyền biến đệ nhất biến. Trong lòng hô một tiếng, mênh mông đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm bỗng nhiên tăng vọt, với trình độ hiện tại của Tiêu Viêm. Việc thi triển thiên hỏa tam huyền biến chỉ là cái nhấc tay, đấu khí tăng phúc hoàn toàn lặng yên không một tiếng động thể hiện ra, so với trước kia quả thật là mạnh hơn rất nhiều. Đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm đột nhiên tăng vọt làm khí tức cũng trở nên trầm trọng hơn. Lực đạo của trọng xích cũng đề cao rất nhiều, cuối cùng dưới ánh mắt khiếp sợ của lão giả, hung hăng quật lên đại đao của lão. Tiếng động lớn kinh thiên do kim loại va chạm, trên không trung của ngọn núi, một vòng kình phong đáng sợ lấy điểm va chạm làm tâm tràn ra như gió bão. Ao ao quét ra xung quanh làm cho mọi người gần đó phải chật vật lui về phía sau. Trong gió lốc đột nhiên vang lên một tiếng động nhỏ, sắc mặt lão giả đột nhiên đại biến, đồng tử co lại, lặng yên nhìn đại đao của mình, trên đó có một vết rạn thật nhỏ. Tiểu tử này, tại sao thực lực lại đột nhiên tăng vọt nhiều đến vậy? Cảm nhận được áp lực truyền lên cánh tay, khuôn mặt lão giả trở nên nhăn nhó. Tiểu tử này liệu có phải là ngay từ đầu đã ẩn giấu thực lực, định giả heo ăn thịt cọp? Trong lòng lão giả đang phân vân suy nghĩ thì từ trọng xích lại đột nhiên bạo phát một cỗ kình lực đáng sợ nữa. Dưới cỗ kình lực này, đến ngay cả lão là cửu tĩnh đấu tông cũng bị chấn cho cước bộ lảo đảo lùi về phía sau. Một kích thuận lợi đẩy lui đối thủ, sắc mặt Tiêu Viêm chợt hiện lên nét lạnh lẽo, không chần chờ xoay người. Mũi chân điểm mạnh xuống đất, thân mình hóa thành một đạo kình phong lướt tới Thần Nhàn đang đứng cách đó không xa. Muốn chết. Thấy Tiêu Viêm còn dám lao tới, lão giả vẫn đang đứng hộ vệ cho Thần Nhàn trầm mặt, phẫn nộ quát. Tiếng quát của hắn còn chưa dứt,
hắn còn chưa kịp lao lên phía trước ngăn cản Tiêu Viêm, thì một nhân ảnh màu bạc đột nhiên hiện lên, giống như một chiếc xe tăng mang kình lực cực kỳ hung hãn trực tiếp lao thẳng vào hắn. Thân ảnh màu bạc đột nhiên xuất hiện làm lão giả này giật mình kinh hãi, lão cũng cảm thấy được thực lực của thân ảnh này cũng không yếu hơn bao nhiêu so với hắn. Khi hắn còn chưa kịp định thần, thân ảnh kia đã vọt tới, thiết quyền huy động tạo thành từng cơn lốc cuốn lấy vị trưởng lão Huyền Minh tông này. Thấy vị hộ vệ trưởng lão bị cuốn lấy, khuôn mặt dữ tợn của Thần Nhàn rút cục có chút biến sắc, bàn chân đạp mạnh xuống mặt đất, thân hình vội vàng thối lui về phía sau. Hắn biết Tiêu Viêm đang lao về phía hắn. Mặc dù hắn đoán được ý đồ của Tiêu Viêm nhưng tốc độ của hắn không thể so với Tiêu Viêm, huống chi lúc này Tiêu Viêm vẫn còn đang được tăng phúc của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Bởi vậy, ngay khi Thần Nhàn vừa mới rời bước thì không gian trước mặt hắn đột nhiên vặn vẹo, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện trước mắt hắn, trên khuôn mặt trẻ tuổi kia xuất hiện sát ý làm hắn lạnh người. Ngươi nghĩ rằng có người che chở thì ta không giết được ngươi? Nghe được lời nói mang đầy sát ý lạnh lẽo của Tiêu Viêm, sắc mặt Thần Nhàn kịch biến, đấu khí trong cơ thể không chút chần chờ ùn ùn luân chuyển, ngưng tụ lại trong lòng bàn tay. Đấu khí đỏ rực ngưng tụ trên lòng bàn tay phải của Thần Nhàn, nguyên cả cánh tay như một cột than đỏ hừng hực, đấu khí ngưng tụ tại đầu trưởng sắc bén như một thanh hỏa đao. Huyền Hỏa Đao. Sắc mặt Thần Nhàn lúc này cực kỳ dữ tợn, bàn tay hơi chếch, tựa như một lưỡi đao dương thẳng lên từ trên đầu Tiêu Viêm chém xuống. Theo sự chuyển động của bàn tay, Huyền Hỏa Đao do đấu khí ngưng tụ cũng lướt theo, kình phong sắc bén mang theo hơi nóng hừng hực, ngay cả không gian cũng bị nó chém thành những khe rách. Dù gì thì Thần Nhàn cũng là một đối thủ có thực lực tương đương Tiêu Viêm, dưới tình thế nguy cấp hắn liều mạng công kích thì uy lực cũng là không nhỏ. Đối diện với thế công mạnh mẽ, hung ác như mãnh thú của Thần Nhàn, vẻ lạnh lùng trên mặt Tiêu Viêm càng đậm hơn. Bàn tay quắp lại thành hổ chảo, ngọn lửa màu xanh chợt bùng ra, nhìn từ bên ngoài như một chiếc bao tay màu xanh. Hỏa diễm ngưng tụ, sắc mặt Tiêu Viêm không chút thay đổi, một quyền đánh ra, trước ánh mắt của đám đông, hai quyền trực diện giao phong, vang lên một tiếng vang nặng nề. Quyền trưởng chạm nhau, từng luồng kình phong nóng cháy lan tỏa, nhiệt độ cực nóng làm cho đám lá khô trong phút chốc biến thành tro bụi. Thậm chí còn có cả những tảng đá vỡ tung tóe, từng vết nứt hình chân chim hằn lên chia cắt tảng đá lớn thành vô số mảng vụn. Sắc mặt Thần Nhàn tái nhợt, trái lại với hắn, sắc mặt Tiêu Viêm vẫn lạnh lùng như trước, không vì thế tấn công hung ác của Thần Nhàn mà biến đổi. Kình phong sắc bén của Huyền Hỏa Đao vừa tiếp xúc với Lưu Ly Liên Tâm Hỏa đã bị cắn nuốt, đồng hóa, trong chốc lát gần như đã không còn lại chút gì. Mà trong đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Viêm cũng phát sinh hàn ý, một tiếng quát vang dội như tiếng sét giữa trời xuân quang đãng phát ra. Tiếng gầm phát ra mang theo kình lực mạnh mẽ khiến Thần Nhàn cũng phải phát run. Kình lực đáng sợ, mạnh mẽ như sóng thần ầm ầm đổ vào lòng bàn tay Thần Nhàn, lớp đấu khí phòng ngự của hắn lập tức vỡ tan như một lớp kính mỏng, máu tươi bắn ra tung tóe. Cánh tay phải của Thần Nhàn vang lên tiếng xương gãy răng rắc, thân thể cũng bị đánh văng ra, nện lên trên một tảng đá lớn phía sau. Tại nơi tiếp xúc, có thể thấy được từng khe nứt bắt đầu lan tràn ra, sau cùng một tiếng nổ vang lên. Tảng đá vỡ tan thành từng mảnh, đáng ngạc nhiên là phần bên trong tảng đá đã bị ám kình chấn thành bụi phấn. Thân thể Thần Nhàn không ngừng run rẩy, nằm co quắp lại trên đống bụi đá hỗn loạn, xem ra một kích kia đã làm cho hắn bị trọng thương hoàn toàn. Tiêu Viêm thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến có uy lực đủ để cùng đấu tông thất tinh hoặc bát tinh, thậm chí đấu tông cửu tinh so kè hơn thua. Lúc trước, Tiêu Viêm một kích đẩy lui lão giả họ Bạch kia nguyên nhân phần lớn là do thực lực bản thân, trải qua lần giao thủ này, hắn biết lão giả họ Bạch ắt hẳn cũng mới chỉ vừa lên cấp không lâu. Nếu không cũng không thể chỉ một chiêu đã có thể đánh lui đối phương. Đương nhiên, nếu đối mặt với đấu tông cửu tinh, cho dù hắn có thi triển ra Thiên Hỏa Tam Huyền Biến cũng không thể làm đối phương bị thương được. Về phần Thần Nhàn, một kẻ thực lực cũng chẳng tới đâu lại tự cao tự ngạo, trong mắt Tiêu Viêm hắn chẳng đáng một xu. Từng đạo ánh mắt từ đám đông nhìn về phía Thần Nhàn, đang nằm co quắp trên đống đất đá như một con chó. Nghĩ lại bản thân họ cũng không khỏi nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm đã có thêm mấy phần sợ hãi. Ánh mắt Tống Thanh cùng Tào Dĩnh nhìn về phía Thần Nhàn, trên mặt mỗi người đều toát lên những vẻ mặt khác nhau. Tống Thanh vốn đã có giao tình với Thần Nhàn từ trước nhưng lại bị Tiêu Viêm quất cho một tát đau điếng như vậy, khuôn mặt cũng có chút khó coi. Còn về phần yêu nữ Tào Dĩnh kia, nàng tựa hồ đối với những việc như thế cảm thấy cực kỳ hứng thú, chỉ hận cả hai không thể lao lên đánh cho ngươi chết ta sống. Tiểu tử, ngươi ra tay quá đáng rồi. Lúc này, lão giả họ Bạch lúc trước bị Tiêu Viêm đánh cho hô hấp không đều nay cũng đã thở tốt. Nhưng nhìn đến cảnh Thần Nhàn bị đánh như vậy, sắc mặt liền trở nên tím tái, gầm lên giận dữ, thân thể lao tới như tia điện chớp, mang theo kình phong sắc bén đánh về phía Tiêu Viêm. Nhìn thấy lão già kia lao qua, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, liếc nhìn Thần Nhàn vẫn đang nằm co quắp trong đống đất đá, ánh mắt oán độc nhìn mình. Miệng khẽ nhếch lên cười lạnh, thân hình cũng lập tức lao đi, có vẻ như hắn cũng đang muốn đưa tiễn Thần Nhàn bằng một kích cuối cùng. Thấy Tiêu Viêm lao đi, không ít kẻ lập tức đoán được mục đích của hắn, sắc mặt liền trở nên trắng bệch. Bọn họ không ngờ rằng, hắn thật sự dám tại nơi này mà hạ sát thủ đối với thiếu chủ của Huyền Minh Tông. Tiểu tử, ngươi dám? Cử động của Tiêu Viêm cũng bị lão già kia phát hiện, sắc mặt hắn cũng lập tức kịch biến, những tiếng rít gào tức giận phát ra. Ngược lại, Tiêu Viêm dường như đối với âm thanh này bẩm sinh bị điếc,
vốn từ trước đã có sát tâm với Thần Nhàn. Tên tiểu nhân này âm hiểm, có thủ tất báo. Lúc trước chỉ vì một chút mâu thuẫn nhỏ nhưng đã tiến hành điều tra Tiêu Viêm, sau đó lấy thông tin tình báo bán cho người của hồn điện, đặt bản thân mình vào tình thế bị chặn giết. Đêm đó, nếu không phải có Huyền Không Tử đột nhiên nhúng tay mà nói, chỉ sợ Tiêu Viêm ngoài cách thì triển hủy diệt hỏa liên thì cũng không còn phương pháp nào khác. Hiện tại, cường giả cấp bậc đấu tôn đối với hắn mà nói vẫn là cực kỳ quá sức. Trong lúc vẫn chưa đem ba loại dị hỏa luyện hóa, Tiêu Viêm tự biết rằng đối diện với cường giả bậc đấu tôn, hắn cũng chỉ có thể bó tay, dù sao sự chênh lệch cấp bậc vẫn là quá lớn. Chuyện Thần Nhàn hại hắn suýt chết, đương nhiên Tiêu Viêm không thể bỏ qua, ở một mặt này, hắn cũng là một người có thù tất báo. Ơn, phải trả, còn thù, cũng phải báo. Nhìn Tiêu Viêm lao đến đầy sát khí, nét oán độc trong mắt Thần Nhàn lập tức bị thay thế bởi sự hoảng sợ, lấy trạng thái hiện tại của hắn căn bản không phải là đối thủ của Tiêu Viêm. Thậm chí chỉ cần một đầu ngón tay của Tiêu Viêm cũng đủ để làm hắn toi mạng. Tiêu Viêm, ngươi dám giết ta, Huyền Minh Tông nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong lúc tánh mạng còn treo lơ lửng, Thần Nhàn đã không còn quan tâm bất cứ điều gì, chỉ biết quát lớn, dọa dẫm. Đối với tiếng quát chói tai, Tiêu Viêm cũng không chút để ý, hắn không ngây thơ mà cho rằng nếu tha cho Thần Nhàn, hắn thật sự sẽ mang ơn mình. Đối với một con ác lang, nếu mình tha cho nó, đợi đến sau này, nếu có cơ hội nó sẽ không trả ơn mà sẽ tìm cách cắn ngược lại một miếng, loại chuyện này Tiêu Viêm cũng đã gặp qua không ít. Vậy nên về cơ bản, hắn không thể buông tha cho Thần Nhàn. Thấy Tiêu Viêm bất chấp lời uy hiếp của mình, sắc mặt Thần Nhàn càng trở nên trắng bệch, trong lòng tràn đầy hối hận, nếu biết trước người này mạnh như vậy. Lúc trước dù có được cho gì hắn cũng không dám trêu chọc Tiêu Viêm. Nhưng bây giờ, dù muốn hối hận thì cũng đã là quá muộn, Tiêu Viêm mang theo sát khí đầy mình xuất hiện ngay phía trên đỉnh đầu Thần Nhàn, hai tròng mắt đen nhánh lộ ra hàn ý lạnh lẽo. Hắc xích bùng lên ngọn lửa, không gian chung quanh trở nên vặn vẹo. Kiếp sau đầu thai, nên nhớ lúc chơi thủ đoạn, cần thêm chút tâm tư mang ghi đến hậu quả. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Thần Nhàn, khóe miệng Tiêu Viêm xẹt qua nụ cười dữ tợn, trọng xích mang theo tiếng xé gió rin rít đánh xuống đầu Thần Nhàn không chút nương tay. Chiêu số ác độc như vậy cho thấy Tiêu Viêm nhất định phải lấy đi cái mạng nhỏ của hắn. Hỏa xích không ngừng lớn dần trong đôi mắt trợn trừng của Thần Nhàn, sắc mặt hắn đã không còn chút máu. Dừng tay. Trọng xích giơ lên, bỗng dưng một tiếng quát to vang lên bên tai Tiêu Viêm. Nghe được tiếng quát, Tiêu Viêm nhướng mày nhưng trọng xích không chút dừng lại mà thậm chí còn gia tăng tốc độ đánh xuống. Thổ huyền địa hỏa thuẫn. Người quát lên mấy tiếng kia tự nhiên cũng biết những lời này vô tác dụng đối với Tiêu Viêm, bởi vậy sau khi hét to, hắn cũng đã lập tức động thủ. Lúc này mặt đất trước mặt Thần Nhàn run lên kịch liệt, bùn đất phun lên như một vòi nước, càng ngạc nhiên hơn là trong đó lại có lẫn lộn cả một ít lửa vàng. Thổ lưu bùng phát, ngưng tụ thành một tấm tường đất cực kỳ dày trước mặt Thần Nhàn, trên tường đất lượn lờ ngọn lửa màu vàng đậm. Trọng xích ầm ầm hạ xuống bức tường đất mới vừa ngưng tụ phát ra tiếng nổ vang rền. Trọng xích hạ xuống, bức tường đất lập tức phân giải, bùn đất tung tóe khắp nơi, nhưng về cơ bản mà nói, lần công kích này của Tiêu Viêm đã bị nó hóa giải. Cảm giác sự trì trệ của trọng xích trong tay, Tiêu Viêm lập tức hiểu rằng kẻ ra tay không muốn ngăn cản hắn bằng tường đất, mà chỉ muốn kéo dài thời gian để lão giả họ Bạch kia lao đến. Đúng như Tiêu Viêm dự đoán, ngay lập tức xuất hiện một luồng đấu khí bàng bạc từ phía sau lưng đang chỉ thẳng về phía hắn. Nếu hắn vẫn một mực muốn giết Thần Nhàn, thì ắt hẳn cũng phải lấy mạng của mình ra mà bồi thường. Trong thời khắc nghìn cần treo sợi tóc, đôi mắt Tiêu Viêm híp lại, bàn tay rung lên một cách quỷ dị, trọng xích mang theo một luồng ám kình xuyên qua tường đất đánh vào bụng Thần Nhàn. Trong lúc ám kình đánh vào bụng thì thân thể Thần Nhàn trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Ám kình vừa phát ra, Tiêu Viêm cũng không kịp xem đã gây thương thế gì cho Thần Nhàn, trọng xích trong tay như phản xạ có điều kiện. Trong nháy mắt liền mạnh mẽ vung ra, nặng nề va chạm vào đấu khí bàng bạc của lão giả họ Bạch. Trường xích chạm nhau, tức thì tạo ra một âm thanh trầm thấp nặng nề vang vọng trong không gian, kình phong hung hãn như gió bão cuồn cuộn quét ngang. Tiêu Viêm liền điểm mũi chân trên, thân hình nhanh chóng thối lui, bàn chân đạp vài bước trên không trung. Cứ mỗi lần bàn chân hạ xuống đều làm cho mảnh không gian kia bập bềnh như biển gợn sóng. Sau một vài bước như vậy, thân hình hắn dần ổn định lại. Một kích này của lão giả họ Bạch uy lực tương đối mạnh mẽ, nếu công kích khi Tiêu Viêm không chút phòng bị thì hắn đã bị thương không nhẹ. Sau khi thân hình ổn định, ánh mắt Tiêu Viêm chuyển đến trên người Tống Thanh. Bởi vì trước đó, kẻ đột nhiên ra tay ngăn cản hắn đánh chết Thần Nhàn chính là người này. Nhìn thấy ánh mắt âm trầm của Tiêu Viêm nhìn về phía mình, Tống Thanh cũng không chút sợ hãi. Với địa vị tại đan tháp của hắn bây giờ thì há gì phải sợ Tiêu Viêm, nên lập tức trầm giọng nói, "Tiêu Viêm, thần huynh đã gia nhập liên minh tạm thời này của chúng ta. Ngươi không nên ra tay sát hại hắn, vì hiện tại, mỗi phần lực lượng gộp lại đều là vốn liếng để chúng ta đánh bại hung thú trong Vạn Dược Sơn mạch. Ngươi làm như vậy rõ ràng là không muốn mấy người chúng ta thông qua lần lựa chọn này." Lời này của Tống Thanh thật ra có chút nham hiểm, lập tức đặt Tiêu Viêm vào tình thế đối lập với phần đông luyện dược sư, nhưng có đạt được hiệu quả hay không còn chưa biết được. Nói như ngươi vậy, thì chỉ mình hắn có quyền ra tay sát hại ta thôi sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại. Tống Thanh nhíu mày,
nhưng vẫn thản nhiên đáp, thần huynh chỉ sai người bắt ngươi mà thôi, hiện tại ngươi vẫn còn tốt, đây không phải là một sự chứng minh sao? Ngươi đảo ngược trắng đen, tên kia luôn miệng nói muốn cho ta sống không bằng chết, chẳng lẽ lúc nãy ngươi không nghe thấy? Tiêu Viêm cười cười, liếc nhìn Tống Thanh, lười nhác nói tiếp, ngươi cũng đừng nói nhảm nữa. Những người ở đây không ai là kẻ ngu, ngươi có nói cũng không ai để ý tới, khỏi cần nhiều lời gây khó chịu, cứ việc ra tay đi, ta sẽ sẵn sàng tiếp. Tống Thanh cứng họng, ánh mắt lướt nhìn xung quanh, quả nhiên thấy được đám luyện dược sư ở bên kia đang khoanh tay đứng nhìn, chẳng ai vì mấy lời nói của hắn mà biểu lộ địch ý với Tiêu Viêm. Lũ cáo già này, thấy vậy, Tống Thanh trong lòng cũng không biết làm sao. Những người có thể tham gia đan hội đều không phải hạng tầm thường, muốn châm ngòi cho bọn họ trở thành kẻ địch của Tiêu Viêm cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bổn sự của luyện dược sư không phải là đánh đánh giết giết, nếu ngươi thật có bản lĩnh, tại đan hội ta sẽ so tài với ngươi. Trước công chúng, Tống Thanh cũng tự nhiên không thể chịu thua, ánh mắt nhìn Tiêu Viêm, cười lạnh nói. Có lẽ về sức chiến đấu, hắn không phải đối thủ của Tiêu Viêm, nhưng về mặt luyện dược, hắn có một lòng tin tuyệt đối với chính mình. Đến lúc đó, hắn sẽ làm cho Tiêu Viêm biết cái chức quán quân khảo hạch của ngũ đại gia tộc, trong mắt hắn chỉ là một sợi lông không đáng giá. Đối với lời nói của Tống Thanh, Tiêu Viêm cũng chẳng thèm so đo, ánh mắt liếc nhìn một gã Huyền Minh tông trưởng lão khác, đang bị Địa Yêu Khôi quấn chặt đến mức không thể phân thần, trong lòng truyền ra một mệnh lệnh. Địa Yêu Khôi liền hóa thành một đạo ngân quang quay về, cuối cùng đứng lại bên cạnh Tiêu Viêm với sắc mặt không chút thay đổi, giống như một người hộ vệ trung thành. Tên trưởng lão Huyền Minh tông kia nhìn thấy Địa Yêu Khôi rút lui, lúc này mới cùng lão giả họ Bạch chuyển người đến bên cạnh Thần Nhàn, kẻ bị Tiêu Viêm đả thương hôn mê. Sau đó vội vàng xem xét thương thế của hắn. Khốn kiếp, ngươi đánh nát kinh mạch của thiếu tông chủ. Sau khi kiểm tra, hai người lập tức nổi giận, ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Tiêu Viêm giống như con sư tử điên cuồng, gầm gừ nói. Kinh mạch là con đường vận chuyển trọng yếu nhất trong việc tu luyện đấu khí, nếu như kinh mạch xuất hiện vấn đề thì dễ dàng biến người đó trở thành phế vật, không thể tu luyện đấu khí được nữa. Mặc dù có một số đan dược đẳng cấp cao có tác dụng chữa trị kinh mạch, nhưng phải xem thương thế nặng hay nhẹ. Hiện giờ, kinh mạch trong cơ thể của Thần Nhàn bị một kích của Tiêu Viêm đánh gãy thành từng khúc, thương thế rất nghiêm trọng, hy vọng khỏi hẳn quả thật quá xa vời. Mà mất đi sự chống đỡ của đấu khí, Thần Nhàn sẽ trở thành một phế nhân không hơn không kém. Nghe được thanh âm rít gào của lão giả, sắc mặt của Tống Thanh khẽ biến, hắn không ngờ được Tiêu Viêm lại ra tay độc ác đến vậy. Việc biến thành phế nhân đối với Thần Nhàn mà nói, chỉ sợ so với việc trực tiếp giết chết hắn còn khó chịu hơn. Giữa không trung, sắc mặt Tiêu Viêm không hề thay đổi, hắn cũng không vì vài câu mắng chửi mà biến sắc. Thần Nhàn ba lần bảy lượt muốn dồn hắn vào chỗ chết, nếu hắn không có bản lãnh e rằng đã sớm trở thành một thi thể lạnh như băng rồi. Nếu Thần Nhàn có thể xuống tay hạ sát hắn, vậy khi đang động sát tâm, cũng nên lường trước hậu quả phải thừa nhận sau này. Sự tình đã trở nên như vậy, ai cũng không có biện pháp vãn hồi, kinh mạch đã nát cũng không phải không thể chữa. Sau này có lẽ phải đến đan tháp nhờ giúp đỡ, nói không chừng có thể trị liệu cho hắn. Đang lúc mọi người trầm mặc, Tào Dĩnh rốt cuộc nhẹ nhàng bước đến, giọng nói mềm mỏng ôn nhu làm cho người khác có cảm giác mê muội. Nhìn thấy Tào Dĩnh mở miệng lên tiếng, hai gã trưởng lão Huyền Minh tông kia cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Với thực lực của hai người bọn họ thì không thể cản được Tiêu Viêm khi hắn có Địa Yêu Khôi tương trợ. Hiện giờ tính ra phải tìm kiếm tất cả biện pháp để chữa trị cho Thần Nhàn, nếu không, khi trở về Huyền Minh tông, hai người sẽ phải sự giận dữ của tông chủ Huyền Minh tông. Bất kể thế nào, việc trước tiên là phải đem vật phẩm trong nhiệm vụ thu vào tay để thông qua lần chọn lựa này. Tào Dĩnh nhìn thân ảnh gầy gò đang lơ lửng trên bầu trời, đột nhiên nở nụ cười quyến rũ rồi nói, không biết Tiêu Viêm tiên sinh có hứng thú hay không. Mọi người cùng nhau đánh bại hung thú kia, sẽ có nhiều phần thắng hơn. Nghe được Tào Dĩnh đột nhiên lên tiếng mời Tiêu Viêm, sắc mặt Tống Thanh biến đổi, thấp giọng nói, hiện giờ Tiêu Viêm đắc tội với Huyền Minh tông, còn mời hắn tham gia e là sẽ đắc tội với Thần Nhàn bọn họ. Tào Dĩnh cười nhạt, không để ý lời nói của Tống Thanh, mỹ mâu vẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Ở trên không trung, Tiêu Viêm đưa mắt lướt qua thân thể nóng bỏng xinh đẹp của Tào Dĩnh, rồi lắc đầu đáp, đa tạ Tào tiểu thư có ý mời. Nhưng lâu nay ta đi lại một mình đã trở thành thói quen, không thích cùng người khác kết bè kết đội, đành phải xin lỗi. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Viêm chuyển động thân hình, lập tức cảm nhận được một ánh mắt dị thường đang đảo qua người mình, mà ánh mắt đó làm cho Tiêu Viêm sờn tóc gáy. Những biến hóa đó làm cho Tiêu Viêm đột nhiên dùng mình, ánh mắt quét nhìn một lượt phía bên dưới nhưng không có một chút thu hoạch gì. Chẳng lẽ là ảo giác? Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, vừa muốn thu hồi lại ánh mắt thì đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt của hắn đọng lại một nơi, đó chính là một gò núi bên cạnh. Ở nơi đó, một hắc y nam tử đang đứng chắp tay, dường như đã nhận thấy ánh mắt của Tiêu Viêm, nên khóe miệng của hắn chậm rãi nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Trong khoảnh khắc nụ cười quỷ dị đó hiện lên nơi khóe miệng, đồng tử của Tiêu Viêm hơi co rụt lại. Người hắc y thần bí này cho hắn một cảm giác áp lực nặng nề, mà loại cảm giác này hắn chỉ cảm nhận được ở trên người của một số đấu tôn cường giả. Đan hội này quả nhiên có nhiều tàng long ngọa hổ, không ngờ còn có cường giả bậc này. Nhận thấy sự cường hãn của người mặc hắc y này, trong lòng Tiêu Viêm không kiềm chế được trở nên nặng trĩu, có những người thế này tham gia, muốn cướp đoạt quán quân thật không dễ.
Lúc Tiêu Viêm thất thần bởi vì người hắc y quỷ dị kia ở bên dưới, Tào Dĩnh khẽ nhíu đôi chân mày như được tô đen, nghiến răng vì bị hắn cự tuyệt. Người này từ đầu đến giờ không hề nể mặt nàng một chút nào hết. Về phần Tống Thanh đang đứng gần đó, ngược lại với Tào Dĩnh, thở ra một hơi, vội vàng thấp giọng nói, Dĩnh Nhi. Nếu hắn không biết phân biệt nặng nhẹ, vậy khỏi cần phí lời thêm làm gì, đến lúc gặp khó khăn, tự hắn sẽ phải cầu cứu chúng ta. Đối với lời nói của Tống Thanh, Tào Dĩnh hơi bĩu môi. Trước đây Tiêu Viêm đã chứng minh bản lãnh của mình, quả thật người ở nơi này có thể thắng được hắn đúng là không nhiều lắm. Nói không chừng hắn thật sự nắm chắc một mình, có thể lấy được vật phẩm được giao trong nhiệm vụ. Chuyện hôm nay dừng ở đây đi, cáo tử. Tiêu Viêm không màng tới cuộc trò chuyện của hai người, ánh mắt liếc nhìn về phía hắc y nhân thần bí kia, sau đó chắp tay cáo từ đám người Tào Dĩnh rồi xoay người bỏ đi. Chính vì sự có mặt của hắc y nhân kia, hắn cũng không muốn dừng lại nơi này quá lâu, bởi vì từ người kia, hắn cảm giác được một sự bất an. Loại cảm giác hư vô này như có như không, giống như một cái xương mắc trong cổ Tiêu Viêm, nên hắn không thể không đề phòng. Tiếng nói vừa dứt, bàn tay Tiêu Viêm vung lên, lập tức đem địa yêu khôi thu vào nạp giới, sau đó hướng về phía Vạn Dược Sơn mạch bay vụt đi. Tiểu tử, đả thương người rồi lại muốn bỏ đi hay sao? Nhìn thấy Tiêu Viêm rời đi, hai gã trưởng lão Huyền Minh Tông nhất thời nổi giận, gầm lên một tiếng. Hai người cùng nhau bay lên, nhắm về hướng Tiêu Viêm rời đi mà đuổi theo. Đối với hai người này, Tiêu Viêm cũng không để ý nhiều, dưới bàn chân xuất hiện ngân mang chớp, một tiếng sấm trầm thấp vang vọng. Lưu lại mấy đạo tàn ảnh trong hư không, thân ảnh biến mất trong nháy mắt dưới sự chú ý của đám người trên gò núi. Trong nháy mắt, bóng dáng Tiêu Viêm mất dạng, hai gã trưởng lão Huyền Minh Tông cũng chỉ có thể tức giận nổi trận lôi đình, không ngừng lên tiếng quát mắng. Bên cạnh gò núi, hắc y nam tử kia nhìn theo hướng Tiêu Viêm biến mất, khóe miệng lộ ra một cười quỷ quái, cúi đầu lẩm nhẩm, lặng yên không một tiếng động, chậm rãi truyền ra một luồng âm thanh lạnh lẽo. Tiêu Viêm, ngươi chạy không thoát đâu. Sau khi rời khỏi gò núi, Tiêu Viêm bay thẳng đến Vạn Dược Sơn mạch, sau đó chần chừ một hồi, cuối cùng thân hình chuyển động, lướt vào trong rặng núi mờ mịt. Thân hình lướt vào trong sơn mạch, thứ đầu tiên Tiêu Viêm cảm thấy là năng lượng của vùng núi này thật nồng đậm, khó trách dám được gọi là Vạn Dược Sơn mạch. Lấy điều kiện tiên thiên nơi này, sinh trưởng ra một ít thiên tài địa bảo rất khó tìm thấy ở bên ngoài cũng không phải việc gì lạ. Bên trong sơn mạch, thú giống không ngừng, có lẽ vì gần đây không ngừng có nhân loại xông vào, làm cho ở trong tiếng giống nhiều hơn chút ít sát ý hung tàn. Có lẽ do nhiễm sự cuồng bạo trong phiến thiên địa này, những ma thú ở đây hung bạo hơn bên ngoài rất nhiều. Thân hình Tiêu Viêm dừng trên một ngọn núi giống hình cái miệng, nhíu mày xem xét xung quanh, bằng vào linh hồn cảm giác. Hắn có thể cảm nhận được vùng núi này có không ít khí tức dị thường hung hãn, mà kinh khủng hơn cả là ở phía đông bắc. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía đông bắc như ẩn như hiện dưới tấm màn năng lượng vũ khí dày đặc, nhíu mày, nhẹ giọng lẩm bẩm, nếu như đoán không lầm, khí tức phía đông bắc hẳn là tồn tại mạnh nhất trong dãy núi này. Theo lời Tống Thanh nói thì nó hẳn là con tuyệt thế hung thú kia trong Vạn Dược Sơn mạch. Ma thú bước một chân vào cấp 8, tất nhiên cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù là một số đấu tôn cường giả đối chiến với nó, sợ rằng cũng rơi xuống hạ phong, sức chiến đấu cao giai ma thú là tương đối đáng sợ. Còn nữa, ma thú có thể đạt tới loại cấp bậc này, tất nhiên không phải loài thú bình thường, nói không chừng lại có huyết mạch của viễn cổ mãnh thú. Nếu như vậy, độ khó sẽ tăng lên gấp mấy lần, ma thú có được huyết mạch của viễn cổ mãnh thú. Liền giống như các chủng tộc kỳ dị truyền thừa từ thượng cổ, sở hữu những thiên phú đặc biệt của loài người vậy. Dọc đường đi, Tiêu Viêm cũng đã dò xét một phen, tuy nói nhìn thấy không ít dược liệu tương đối quý trọng, nhưng vẫn chưa thể làm cho hắn chân chính động tâm. Như vậy cùng danh tiếng của Vạn Dược Sơn mạch có chút không xứng. Lúc trước Tống Thanh nói, đầu mãnh thú kia thu thập rất nhiều thiên tài địa bảo ở Vạn Dược Sơn mạch tới bên trong động phủ của hắn, kế hoạch bây giờ xem ra chỉ có thể đến nó. Ánh mắt Tiêu Viêm dừng ở phía đông bắc, mặt lộ vẻ do dự, nếu vào Vạn Dược Sơn mạch, tự nhiên là phải dò xét cho rõ ràng, dù sao chỉ có nơi này mới có những vật phẩm nhiệm vụ mà hắn cần. Trong lòng lập kế hoạch, Tiêu Viêm cũng không chỉ hoãn lâu, phân biệt rõ phương hướng, liền hạ thấp thân hình, hướng phía đông bắc bay vút đi. Nếu bị phần đông ma thú trong Vạn Dược Sơn mạch quấn lấy, mặc dù không tính là phiền phức quá lớn, nhưng hắn cũng sẽ bị trì hoãn. Bởi vậy dọc đường đi, Tiêu Viêm đem toàn bộ khí tức ẩn nấp xuống, gặp một ít ma thú hơi mạnh mẽ thì cũng cố ý đi đường vòng. Kể từ đó, hành trình của Tiêu Viêm cũng khá thuận lợi, khoảng 2 giờ sau, hắn cũng chân chính xâm nhập vào Vạn Dược Sơn mạch. Càng xâm nhập Vạn Dược Sơn mạch, ma thú nơi đây cũng càng ngày càng cường hãn, trên đường Tiêu Viêm thậm chí 7 cấp ma thú, nhưng cũng may hắn đã sớm có chuẩn bị nên không bị phát hiện. Cẩn trọng tiến về phía trước, lại qua hơn 10 phút, Tiêu Viêm lặng lẽ đáp xuống một cây đại thụ xanh tốt, ngẩng đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn ngọn núi khổng lồ có địa thế cực kỳ hiểm trở trước mặt. Ngọn sơn phong này diện tích cực lớn, tựa như cột chống trời, xuyên thẳng vào mây xanh. Trên sườn núi bị sương mù năng lượng nồng đậm che lấp, làm cho người ta khó có thể dò xét tình huống bên trong. Ngọn sơn phong này đứng sừng sững tại trung tâm Vạn Dược Sơn mạch, mặc dù cách một đoạn, nhưng Tiêu Viêm vẫn cảm thấy kinh ngạc vì bên trong ngọn núi tràn ngập năng lượng, tu luyện ở nơi này tuyệt đối có thể đạt được hiệu quả làm ít công to.
nhưng đáng tiếc là năng lượng nơi này quá hỗn tạp, cuồng bạo. Muốn hấp thu nó, trước tiên phải tinh luyện, sau đó mới có thể thuận lợi dung nhập vào trong cơ thể. Đương nhiên, chân chính làm cho sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng cũng không phải là năng lượng nồng đậm nơi đây, mà là hắn cảm nhận được trên ngọn sơn phong này có ít nhất 3 cỗ khí tức đạt đến 7 cấp. Nói cách khác, trên ngọn sơn phong này chỉ riêng ma thú cấp bậc đấu tông liền có ít nhất 3 đầu. Hơn nữa, ngoại trừ này 3 đạo khí tức hung hãn này, Tiêu Viêm còn cảm ứng được một luồng khí tức có chút ẩn nấp nhưng lại cực kỳ hung hãn không rõ ràng. Rất hiển nhiên, chủ nhân khí tức đáng sợ hẳn là thống lĩnh của cả vùng sơn mạch, là tuyệt thế hung thú trong lời Tống Thanh. Quả nhiên rất mạnh, hơn nữa khí tức hung lệ kia hiển nhiên không phải là một kẻ dễ trêu. Thật cẩn thận thu hồi linh hồn cảm giác, Tiêu Viêm nhìn ngọn núi lớn kia, trầm ngâm một lát, mũi chân điểm một cái vào cành cây. Thân hình liền giống như một con đại bàng, lặng yên không một tiếng động lướt vào bên trong ngọn núi. Khoảnh khắc tiến vào sơn mạch, Tiêu Viêm đột nhiên nhận thấy được một luồng khí tức dò xét như có như không đảo qua thân thể. Lập tức trong lòng căng thẳng, linh hồn lực lượng vội vàng trào ra, đem thân thể vây kín. Khi Tiêu Viêm sử dụng linh hồn lực lượng vô hình đem bản thân bao bọc chắc chắn thì lúc này khí tức dò xét kia mới dừng lại, hơn nữa sau khi quét qua quét lại vài lần, mới từ từ đi xa. Nhận thấy khí tức kia đã đi xa, trong lòng Tiêu Viêm mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, thân hình khẽ động. Giống như tên rời cung, hưu một tiếng liền lướt vào trong rừng rậm xanh tươi, sau đó lặng lẽ tiến về phía đỉnh núi. Bay trong rừng rậm một lúc lâu, bây giờ Tiêu Viêm có chút kinh ngạc, nơi này lại không có bóng dáng ma thú khác, hẳn là do những cỗ khí tức cường hãn kia. Bên trong thế giới ma thú, chuyện chiếm địa vi vương cũng không hiếm thấy. Đã không có ma thú khác ngăn trở, tốc độ Tiêu Viêm cũng đề cao hơn không ít. Khi sắp đến sườn núi, thân hình thoáng khựng lại, đáp xuống một cành cây khô, sau đó từ từ nhắm mắt, hít thật sâu mùi thơm thoang thoảng trong không khí đang từ từ khuếch tán ra. Đây là mùi đan linh tương. Hít sâu một hơi, đôi mắt Tiêu Viêm đột nhiên mở, trong mắt xẹt qua một chút sợ hãi lẫn vui mừng. Đan linh tương này đúng là một trong những chủ dược liệu cần nhất để hắn điều phối địa tâm hồn tủy. Nguyên bản thứ này rất hiếm thấy, không ngờ lại bắt gặp ở đây, vạn dược sơn mạch này quả thật là danh bất hư truyền. Bảo bối bậc này đúng là thứ Tiêu Viêm cần nhất, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua nó. Thân hình khẽ động, liền giống như một con linh hầu lặng yên rơi xuống đất, sau đó bay vụt ra, lao về hướng mà mùi thơm truyền đến. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, cước bộ Tiêu Viêm lặng yên dừng lại, mà ánh mắt hắn lại nhìn chằm chằm về phía trước. Trước mắt Tiêu Viêm là một dòng suối, tại đầu nguồn dòng suối có một tảng đá lớn ước chừng gần 10 thước, phía trên tảng đá lớn che kín rêu xanh. Giữa tảng đá có một cái khe nhỏ, bên trong mơ hồ có thể thấy được tương thể sền sệt màu xanh biếc, mà mùi thơm trong không khí chính là từ đây phát ra. Quả nhiên là đan linh tương. Thấy thế, vẻ vui mừng trong mắt Tiêu Viêm lại càng đậm, nhưng vẫn chưa lỗ mãng lao đến, hắn biết, bảo bối bậc này tất sẽ có ma thú thủ hộ. Mà hiện giờ có thể phong vương trên núi, mỗi con đều không phải thứ tầm thường, nếu không cẩn thận, lật thuyền trong mương cũng là chuyện bình thường. Rời mắt khỏi khe đá, Tiêu Viêm cẩn thận quan sát xung quanh, một lát sau, lại vô cùng ngạc nhiên, nơi này cư nhiên lại không hề có dấu vết của ma thú. Tiêu Viêm khẽ cau mày, loại sự tình này tương đối khác thường, thứ bảo bối giống như đan linh tương, không có khả năng không ma thú nào để ý tới. Nhất định là trốn ở chỗ này. Tiêu Viêm trầm ngâm một lát, ánh mắt di động, đột nhiên dừng tại phía dưới cự thạch. Nơi đó là ngọn nguồn dòng suối, một hồ sâu ước chừng 10 trượng. Hồ khá sâu, liếc mắt nhìn qua đều không thấy đáy, nước hồ cũng rất tĩnh lặng, không có một chút dao động, tất cả đều có vẻ cực kỳ tĩnh mịch cùng hài hòa. Đôi mắt Tiêu Viêm híp lại nhìn hồ sâu kia, hắn có thể khẳng định, bên trong tất có ma thú ẩn giấu, bất quá bổn sự che giấu khí tức của ma thú này rất mạnh. Thậm chí ngay cả hắn cũng không phát hiện được nửa điểm. Nhưng làm cho Tiêu Viêm lưỡng lự chính là hắn cũng không rõ ma thú ẩn giấu kia rốt cục là loại nào. Bởi vậy nhất thời cũng không có biện pháp gì, nơi này là vạn dược sơn mạch, đại bản doanh của ma thú. Vạn nhất có gì bất ngờ xảy ra, một mình hắn có mạnh đến mấy cũng không tránh được cái kiếp bị ma thú vây giết. Khi Tiêu Viêm chần chờ, ánh mắt lại bỗng nhiên chú ý tới một ít lân phiến màu lam nhạt cách đó không xa, lân phiến chỉ lớn bằng lòng bàn tay, che kín phần đông hoa văn huyền ảo. Lân phiến rải rác ở xung quanh, vẫn kéo dài xuống phía dưới hồ sâu. Quang mang trong mắt Tiêu Viêm chớp động, bàn tay khẽ gập, hấp lực rất nhỏ trào ra, lặng lẽ đem mảnh lân phiến kia hút vào lòng bàn tay. Lân phiến vào tay, một trận hàn ý lạnh như băng nhất thời khuếch tán ra, ánh mắt Tiêu Viêm dừng trên nó, lâm vào trầm tư. Trầm tư một lúc lâu, hai mắt Tiêu Viêm cũng hơi híp lại, mấy năm nay lịch lãm, hắn coi như vào Nam ra Bắc. Kiến thức cũng tương đối phong phú, mà đối với lân phiến kỳ dị này, hắn cũng đã có chút đầu mối. Vảy hiện lên màu lam, bộ dạng hoa văn như loài rắn, ngẫu nhiên lại hỗn tạp chút ít hổ văn. Nếu đoán không sai, ma thú thủ hộ đan linh tương hẳn là thủy hệ ma thú rất hiếm thấy, huyền thủy hổ giao. Nhận biết được ma thú đang ẩn giấu, trong lòng Tiêu Viêm lặng yên thở phào nhẹ nhõm một hơi, ma thú này tương đối hung hãn, nhưng hắn vẫn có phương pháp đối phó. Đến đây thì cũng khép lại phần 5 tập 142 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.